Hello, everybody, welcome to HLVKT. Dạo bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HLVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Tam Quốc hả? Con Tam Quốc 2022 hả? Ok, ủa mà tính ra 2022. Wow, nhanh ghê anh em, mới đây mà tới tháng 5 rồi. Oh man, quay cái gần tới nửa tháng 5 nữa rồi. Ủa vậy quay vậy là gần tới Tết nữa rồi anh em. Oh man, nhanh thiệt chứ. Trời ơi, quá nhanh, thời gian không chờ một ai cả. Đấy. Ok, rồi con này thì đầu vô chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân hữu hả? Có thể để đây đi, tí heo sẽ chạy sau. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server với lại đi xin code luôn ha. Tam Quốc 2022 Open server 4 Chu Chu vào 7 giờ ngày... Ủa là 11 giờ thứ 7 ngày 7 tháng 5 ha. Đây, Tam Quốc 2022 Game chiến thực thẻ bài Tam Quốc, đội hình 5 tướng nâng cấp 30 sao. Code ngày, event nhận xu trên fanpage, web shop đầy đủ vật phẩm, mini game đập trứng 100% đồ hot. Qua tích nạp xịn xò, qua tân hữu hấp dẫn, full VIP 13, inbox admin để nhận 5 triệu kim nguyên bảo, 1.000 mảnh thần ma 5 sao. 4 rương đang bị đỏ 2 sao, 1.000 điểm tướng lệnh, 1.000 vé đào bảo, 1.000 vé đào bảo cao, 100.000 cống hiến ban, 100.000 đá tăng bậc, 100.000 ngọc nguyên thạch ha. 2 tỷ bạc, 2 tỷ A xếp tướng, level 100, có tân hữu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Tham gia nhóm Zalo nhận 500 xu hả con vậy? Ok, fanpage trang chủ link tải game. Rồi group Zalo ha. Đua top 7 ngày nhận ngay quà khủng, top lực chiến cốt truyện, top thông thiên, top tích nạp ha. Tỷ lệ nạp 100k bằng 3.000 xu web, tặng 20% giá trị nạp qua ATO, ATM và Momo. Khuyến mãi 100% cho 3 ngày đầu mở server hả? Đây, link web shop. Rồi quà tích nạp móc. Rồi đập trứng nhận triệu xu, triệu vàng, triệu quay xếp vậy nè. Đó. Ok, vậy là cái này VIP thì chúng ta phải nhắn tin dàn min. Đó là chắc là heo sẽ chạy xong cái hướng dẫn đầu game rồi heo sẽ nhắn tin dàn min sao hả? Ok. Rồi chạy xong và nhận được VIP với 5 triệu kim nguyên bảo luôn rồi hả? Ok, thì giờ chúng ta sẽ đi nhập code nha anh em. Nào, hay code khá hôm hả? Ok, đi nhập code. Ủa, nghe nói like xe, à cái này chắc cũ rồi. Ok, vô nạp tu thì chúng ta sẽ vô được server thôi. Đâu rồi? Đây. Ok, chúng ta sẽ nhập hết code luôn nha anh em. Hết luôn ha. Tất tài luôn ha. Rồi, nguyên liệu nè. Rồi bạc nè. Cái đậu xanh nữa. Rồi ok. Rồi ra coi tổng chúng ta được 13. Có 13 phần quà hả? Ok. A-Sip tướng trang bị đỏ 10.000 mảnh 5 sao. Ok man. Rồi ok, lên level 100 luôn hả?
Nào bây giờ ta sẽ lượng xem mấy thứ này hả? À và chúng ta có xu luôn hả anh em? Đây, tham gia event nhận xu trên fanpage nè nọ hả? Nào chúng ta sẽ đổi con nè hả? Đây, X3. Rồi, đổi, chúng ta có 1.000 đúng không? Đó, nhận vô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi mua quà. Ở đâu rồi ta? Rồi, phúc lợi nè hả? Rồi, chúng ta đi đến cái quỹ trưởng thành hả? Nào, đây có quỹ trưởng thành. Rất nhiều kim nguyên bảo hả? Ở đây có 2, 4, 6. Ok, mua. Đó, mua thành công quỹ trưởng thành và chúng ta sẽ nhận hết quỹ trưởng thành luôn. Ở đây chúng ta đang có 5 triệu đúng không? Nào, ok, lụm luôn, đó. Đó, kim nguyên bảo lên nè, đó, 10 triệu nè, đó, 10 triệu, 11 triệu, 16 triệu ha. Và ở dưới này nè, chúng ta nhận full ha. Nếu mà full hết thì ở dưới này chúng ta có 2, 4, 6, 7, đó, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu. 10 triệu nữa là 2, 4, 5 cộng với cái này 5 nữa chúng ta có tổng là 60 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Nhiều anh em là chắc không xem video khúc này là chút thế nào cũng đi hỏi ủa đâu có thấy kim nguyên bảo đâu mà bảo 10 triệu này nọ, 60 triệu này nọ ha. Đó, chúng ta vô trong cái phúc lợi. Anh em vào cái phần quỹ trưởng thành. Đó, anh em mua cho heo thì tổng hết cái quỹ trưởng thành này chúng ta lên level 150 thì chúng ta sẽ nhận được tổng là 60 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ giờ vàng nạp liên tục tiêu phí. Đây, quà tiêu phí. Nào, nếu mà 60 triệu kim nguyên bảo thì chúng ta sẽ ăn được tới cái mốc nào ta? Ở đây có 2, 4, 6, 7. Ôi, ăn hết mốc này chúng ta chỉ có tốn 500 triệu thôi nha anh em. Có lần 50 triệu thôi. Mà ở đây chúng ta có 1 tỷ nè. 100 triệu là 1 tỷ. 2 tỷ nè, 3 tỷ nè, 4 tỷ nè, 5 tỷ nè. Rồi 5 tỷ rồi, cái này cho nó 6 tỷ đi. Cho nó 7 tỷ đi. Cho nó 8 tỷ đi. Cho nó 9 tỷ đi. Và chúng ta lướt hàng này luôn. Đó, thì ăn hết cái đống này luôn thì chúng ta có khoảng 90 tỷ. Đó, bảy, cho nó 8-9 tỷ đi. 8-9 tỷ kim nguyên bảo a xếp là chuyện bình thường. Ngoài ra chúng ta còn có cống hiến bang, ngân phiếu, đó, đá nguyệt lực và hồng mong ấn ha. Rồi chưa tính là chúng ta sẽ có mảnh quang vũ nè, có mảnh chu du rồi nè ha. Đó, nhưng mà bây giờ cái gì mà để ngốn nhiều tiền nhất ta? Heo heo nghĩ thì cái mà tốn nhiều tiền nhất chắc là chỉ có đi farm pho đi farm cái event cái gì hoặc đi quay tướng á là nhiều tiền nhất thôi. Chứ còn lại mấy cái kia là chắc heo nghĩ là không có cái nào mà tốn nhiều tiền bằng cái chỗ quay tướng đâu trời. Ngày xưa chơi game thì hôm là mua đồ thì sợ hết kim nguyên bảo hả? Bây giờ đang tính là đi kiếm cái chỗ nào đó tiêu cho hết kim nguyên bảo, nhưng mà bây giờ biết chỗ nào mà tiêu. Đây đây đây, hình như cái này 2.000. Cái này tới 2.700 lần, mà còn chỗ nào cao hơn không? À, tự nhiên bây giờ muốn đi kiếm chỗ đốt kim nguyên bảo, ác chứ. Ngày xưa giờ là nghe toàn là đi kiếm kim nguyên bảo chơi không, mà bây giờ là toàn là đó, quà tiêu phí bắt buộc phải đi tiêu. Còn bây giờ tính đã muốn tiêu phí thì chúng ta phải đi đi ấy kim nguyên bảo đó, xài cho hết. Đây có quà tích nạp nữa nè, đó, tích nạp, tích nạp, tích nạp, nạp 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 nạp. Ok, đó, nạp một đống kim nguyên bảo trong này luôn hả? Đó, một bộ trang bị chu tước nữa hả? Đó, thiên sứ hức tỉnh đăng nhập, vậy là chắc chỉ có đây, triệu hồi ở đây là tốn đâu rồi? Rồi bị xu luôn, ở đây nè. Đó, heo heo nghĩ là chỉ còn ở đây là tốn kim nguyên bảo nhiều nhất thôi. Nhưng mà để mà ở đây mà quay ố đù gì ghê hả? Quay ở ngoài làm gì ra được quen vũ. Oh man, ở trong này quay tướng ngon dữ ta. Ai nữa đây?
Tư Mã Ý. Ôi ôi, ở ngoài quay tướng cực khó luôn, vô đây là thôi rồi luôn. Cứ như là ta nói tướng sắp sẵn để chúng ta lụm về vậy đó trời. Tàu Phi nè hả? Đó, Tòng Vân Công Chúa đồ này nọ, đó. Châu Thái, Thái Châu gì nè, đó. Trời ơi, trong này quay là vô tư. Và cái chỗ này cũng là cái chỗ đốt Kim Nguyên Bảo cho chúng ta một cách nhanh nhất ha. À, ngày xưa giờ mới thấy là chơi game là kiếm cái chỗ mà đốt Kim Nguyên Bảo cho nó nhanh luôn á. Chúng ta không dùng cái từ là tiêu Kim Nguyên Bảo nữa, mà bây giờ em sử dụng cái từ là đốt ha. Đốt nó sẽ nhanh hơn. Làm sao để cho hết 50 triệu Kim Nguyên Bảo chúng ta nhận được 8-9 tỷ. Ơ, à, tính ra nếu mà 8-9 tỷ là chúng ta nhận thêm cái phần 2 tỷ đầu game nữa. Vậy là chúng ta sẽ có khoảng hơn 10 tỷ hả? Đồ, ngon nha, ngon nha. Vậy là tổng kết là con này chúng ta có hơn 10 tỷ Kim Nguyên Bảo, 10 tỷ bạc và hơn 10 tỷ A-ship nhân vật ha. Đó. Rồi 60 triệu Kim Nguyên Bảo, Mát VIP này nọ ha, Quy Mảnh, Quang Vũ, rồi Chu Du rồi nha. Ok, rồi nhắc lại thông tin server, chúng ta sẽ có con game Tam Quốc 2022, Open X4, Chu Du, thời gian là 11 giờ thứ 7 ngày 7 tháng 5 ha. Anh em nào có chơi thì tải về, bán nghe Quy cực ngon nha anh em. Ok, nãy giờ tiêu được hết bao nhiêu rồi ta? Trời ơi, má nó còn một đống luôn ông nội ơi. Thôi ơi, hồi nãy giờ ăn chưa được 100.000 Kim Nguyên Bảo nữa. Thiệt luôn á. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok.